Và để giây phút này tình nghĩa vợ chồng anh gọi em đây em chia tay đôi ngả.
ơi anh lại đèo em đi chơi khắp mọi nơi, ôn lại ký ức tuyệt vời của hai ta. Bây giờ đây em bỏ đi xa thân này cô quạnh, thật là nhớ thương ý. Em ơi giờ đây có nghe thì lời anh gọi thì em về em chứng giám, em che chở cho gia đình, cho bố con anh. Em ơi tình nghĩa hai ta đứt đoạn đi giữa đường, còn đi đâu những ngày dài, vợ chồng ta này sống mà vậy hạnh phúc bên nhau. Giờ này đây em biết không đi, lòng mẹ anh trông vắng đi rất là nhiều. Hãy độ trì cho chồng mình.